Chiều ngày 16 tháng 7 năm 2024, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Tri Tôn, tỉnh An Giang cho biết, đơn vị đã tống đạt các quyết định khởi tố vụ án khởi tố bị can và lệnh tạm giam đối với Nguyễn Văn Tú, sinh năm 1981, cư trú khóm Nguyễn Du, phường Mỹ Bình, thành phố Long Xuyên, tỉnh An Giang, do tội trộm cắp tài sản. Theo thông tin từ cơ quan điều tra, do không có tiền tiêu xài nên Nguyễn Văn Tú nảy sinh ý định đi tìm tài sản của người khác để lấy trộm. Khoảng 4 giờ 30 phút ngày 19 tháng 6 năm 2024, Tú một mình đi đến khu vực ấp Tân Lợi, xã Tân Tuyến, huyện Tri Tôn, tỉnh An Giang. Tại đây, Tú phát hiện giỏ lãi của ông Nguyễn Văn Dừa, sinh năm 1974, cư trú địa phương, đang neo đậu dưới kênh, không có người trông giữ. Có gắn sẵn động cơ và một số thiết bị chuyên dùng kèm theo, ước tính tổng trị giá hơn 100 triệu đồng. Nên đã lén lút lấy trộm rồi đề máy bỏ chạy. Trong lúc tẩu thoát thì Tú bị ông Dừa phát hiện, dùng xe mô tô truy đuổi, đồng thời truy hô cho mọi người giúp sức dùng giỏ lãi đuổi theo để bắt giữ Tú. Khi đến khu vực kênh chính thuộc ấp Bình Quế, xã Bình Phú, huyện Châu Phú, tỉnh An Giang, cách hiện trường khoảng 10 km thì Tú đã bị người dân đuổi kịp bắt giữ, đồng thời giao Tú và tang vật cho cơ quan công an xử lý. Tại cơ quan công an, Nguyễn Văn Tú đã khai nhận hành vi phạm tội của mình. Được biết, Tú là đối tượng nghiện ma túy. Hiện vụ án đang được cơ quan cảnh sát điều tra, công an huyện Tri Tôn tiếp tục điều tra làm rõ và xử lý theo quy định của pháp luật.